Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha. Cây này hàng cũng rất kia là VIP nha. Cây liền cốt hết nhà mình. Cây nhà vườn định hình hết rồi. Này, cổ tay này, cổ chi này, rất to luôn. Rất là lực cây nha. Cây này có mã số là 789, có tổng số đo hoành gốc là 170 nha. 170. Cây cao là 90 nha. 90 tới cái đầu đó nha mình. Cây đang nằm nằm cái bầu đất nè. Bầu đất này cũng tầm 80 á. Bầu đất 80 nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ưng ý, có nhà ý thì cứ liên hệ theo số điện thoại là 0366 169 369 nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Cây này cũng mất khoảng thời gian rất là lâu mới được cái cổ tay chi như thế này nè. Giữ luôn nha, rất kỳ là lực luôn. Cẩm thị kim cương đen, gỗ đen nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu treo nó nữa là tuyệt vời luôn. Cây quá lực nhà mình. Giờ hàng phôi mà đi săn được mấy cái cây như thế này nữa là một vấn đề nha nhà mình. Hầu như giờ rất chi là hiếm rồi. Mình xem tham khảo luôn. Quá là lực cây luôn. Liền cốt hết nhà mình nha. Bầu đất rinh luôn nè. Quá lực luôn. Quá là ok luôn nha. Thôi nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ngân ý thì cứ việc ai bóc nhà vườn liên hệ theo số điện thoại là 0366 169 369 nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.